Trần Phi Vũ lộ ảnh ăn chơi phì phèo thuốc lá năm 16 tuổi, hình tượng thái tử Cbiz chính thức sụp đổ. Là một trong những nam diễn viên hot nhất năm 2022, lại có gia thế không phải dạng vừa, Trần Phi Vũ được xem là minh tinh triển vọng và có khả năng đại bạo trong Cbiz. Tuy nhiên mới đây, con trai của đạo diễn Trần Khải Cà đã khiến người hâm mộ thất vọng khi lộ ảnh giường chiếu với người đã có gia đình. Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ còn tìm thấy bức hình Trần Phi Vũ hút thuốc năm 16 tuổi. Có thể thấy nam diễn viên đã có hành động khá phản cảm là nhả khói thuốc vào cô gái ngồi bên cạnh. Dưới bình luận, đa số đều cho rằng hình tượng con nhà gia giáo thái tử Cbiz của Trần Phi Vũ đã sụp đổ tan tành. Trước đây, fan nam diễn viên vẫn rất tự hào khi phóng viên chỉ chụp được hình Trần Phi Vũ đưa mẹ đi mua sắm. Trong một livestream gần đây, nam diễn viên mạnh miệng khẳng định mình đang độc thân không đón lễ Valentine. Những ồn ào tình cảm trong quá khứ của nam diễn viên cũng không được tìm thấy. Hiện tại, scandal của Trần Phi Vũ vẫn đang chễm chệ trên hot search mạng xã hội Trung Quốc. Nam diễn viên khiến người hâm mộ phẫn nộ và thất vọng, thậm chí sốc vì loạt ảnh bỗng mắt với người hâm mộ lâu năm đã có gia đình. Sự nghiệp của nam diễn viên có lẽ khó mà thuận buồm xuôi gió như trước đây. Trước Trần Phi Vũ, showbiz Trung Quốc từng chứng kiến nhiều nam nghệ sĩ điêu đứng đánh mất sự nghiệp và danh tiếng vì bê bối lộ ảnh nhạy cảm. Năm 2016, hot girl tiểu CNA Lâm Tây Á gây xôn xao dư luận khi tố cáo Ngô Diệc Phàm phụ tình, cùng bài viết vạch trần hành vi bắt cá nhiều tay của nam ca sĩ. Hai hot girl đăng nhiều bức ảnh nóng để chứng minh bản thân từng có quan hệ tình ái với Ngô Diệc Phàm. Trong đó, hot girl tiểu CNA đăng tới 116 ảnh chụp màn hình tin nhắn và cả ảnh riêng tư với Ngô Diệc Phàm. Vụ việc khiến danh tiếng Ngô Diệc Phàm lao dốc không phanh vào thời điểm đó. Anh may mắn giữ được sự nghiệp đến năm 2021. Tuy nhiên sau đó, Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù giam cho hành vi xâm hại nhiều cô gái trẻ. Năm 2011, vì hận tình nên nữ diễn viên Phan Sương Sương tung lên mạng xã hội ảnh nhạy cảm của mình và tài tử Lâm Phong. Cô cho biết muốn khiến bạn trai cũ mất mặt vì không chung thủy, miệng nói yêu nhưng lòng dạ chỉ xem cô như món đồ chơi qua đường. Năm 2020, cô tiếp tục dọa phát tán 6 clip phòng the của Lâm Phong. Nói về scandal này, Lâm Phong gọi đó là trải nghiệm cay đắng, đau đớn và tủi hổ. Sau vụ việc, nam diễn viên như người tự kỷ nhốt mình trong phòng khóc và uống rượu. Đối mặt với sự chỉ trích dữ dội của công chúng, Lâm Phong từng tính rời ngành giải trí vì cảm thấy quá tội lỗi. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được sự nghiệp và danh tiếng đến hôm nay. Cuối năm 2011, tài khoản mạng xã hội của Ngô Trắc Hy gây xôn xao khi bất ngờ đăng ảnh giường chiếu với người đẹp Trương Hình Dư. Loạt ảnh riêng tư do chính Hình Dư tiết lộ, cô lén dùng điện thoại của bạn trai để đăng ảnh. Sự cố này khiến hình ảnh Ngô Trắc Hy dính vết nhơ. Năm 2018, Hồng Nghiêu nổi tiếng nhờ vai Vương Gia Hoàng Dâm Vô Đạo trong Diên Hy Công Lược. Giờ lúc danh tiếng lên cao, nam diễn viên lộ loạt ảnh phòng the với hot girl Lý Ân Hy. Đáng nói thời điểm Hồng Nghiêu qua lại với Lý Ân Hy, cô mới 16 tuổi, còn sau nam đã có vợ chưa cưới. Scandal khiến Hồng Nghiêu bị gắn mác người đàn ông cặn bã sống giả tạo. Vì đời tư bê bối nhiều năm qua, nam diễn viên không thể bật lên hàng ngũ tài tử nổi bật của showbiz Trung Quốc. Hoàng Húc Hy ngừng hoạt động nghệ thuật từ năm 2021 sau khi vướng bê bối đời tư. Anh bị ba cô gái tố cáo không chung thủy và có nhiều hành vi lợi dụng tình cảm tiền bạc. Các tin nhắn, trò chuyện, hóa đơn, ảnh giường chiếu của thành viên nhóm NCT lần lượt được bạn gái cũ tung ra để vạch trần lối sống phóng đãng. Hoàng Húc Hy nổi tiếng điển trai tài năng, nhưng công chúng không thể chấp nhận việc nam ca sĩ trẻ dính vào sự vụ như vậy, cho nên đến nay anh vẫn chưa thể trở lại showbiz. Sao trẻ Tất Bùi Hâm cũng sớm kết thúc hào quang vì bị bạn gái cũ tung ảnh riêng tư, tố cáo hành vi ngoại tình khiến cô mang bầu nhưng chối bỏ trách nhiệm. Cô thậm chí cho biết sẵn sàng tung clip phòng the để hạ bệ hoàn toàn ngôi sao Trần Tình Lệnh mà không ngại mất mặt. Sau lùm xùm đời tư đáng xấu hổ, Tất Bùi Hâm không còn được nhà sản xuất trọng dụng.